là nhận 100 mà tôi càng có cái hiệu là ton con này à, con chắc là bị phá. Mình mới làm ai rớt hôm qua mà nay nó về nha bạn. Vào ngày 17 tháng 10 nó sẽ mở con chắc ra, nó sẽ unlock con chắc ra, mình mới lên sàn bán được các bạn. Hiện giờ dự án nó còn làm được, bạn nào chưa làm thì là list phần link mô tả mình làm các bạn. Mình có để một cái đường link và một cái video hướng dẫn cho các bạn làm. Các bạn nhớ like và subscribe của mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.